Hồi xưa tại vì đi bắt cá gì, đi làm hồ gì, đi bán dây sơn. Dạ. Dạ, kính chào quý bà cô chú chị bạn đến kênh Trần Đình Vui nha. Thì hôm nay cũng có dịp qua Trần Xuyên Soạn ở bên quận 7 thì qua đây thăm nhà của anh Khánh Cao. Rồi đâm bơ đó thì anh Khánh Cao cũng có giới thiệu một nhân vật, và nhân vật này là đi không được, phải không anh Khánh Cao? Đi không được Một chút xíu thì mình sẽ tìm hiểu không? sao. Tìm hiểu sao thì mời quý bà cô chú chị các bạn theo dõi mình đi theo cùng anh Khánh Cao để qua nhân vật này xem như thế nào quý bà cô chú. Nắm Nguyễn B qua nhà Khánh chắc có lẽ là lần đầu tiên luôn ha, nắm Nguyễn B. Dạ. Thì bây giờ thì sẵn anh em uống nước dừa rồi, dạ. Xong rồi bây giờ thì trao đổi qua lại thì có cái hoàn cảnh này thì Khánh Cao chưa có quay, thì sẵn tiện trao đổi với nhau, hai anh em muốn làm thiện nguyện. Thì bây giờ cái nhân vật này cũng có mong muốn là chỉ có một chiếc xe lăn thôi, nhưng mà có lẽ để coi cái kênh nắm Nguyễn B có trao niềm vui có duyên hay không. Thì bây giờ nhờ nắm Nguyễn B cùng Khánh Cao đi qua gặp cái hoàn cảnh này ha. Nắm Nguyễn B rồi. Đi. Rồi. Rồi vô trong cái hẻm này luôn hả? Rồi vô cái hẻm này luôn hả? Đúng rồi. Ồ, cô này là ở đây nhà trọ có cỏ hay là sao anh? Nhà trọ có cỏ hả? Ở đây vô hẻm này, đây có chút xíu luôn hả? Đây nè, đó. Đây, chào cô. Dạ, chào cô, ba người. Trời ơi, trong đây luôn. Ờ, rồi, dạ, cô tắt tivi giùm con. Đây, tivi đây. 1 triệu 1 tháng nè. 1 triệu 1 tháng hả? Nhưng mà rồi, cho tiền ở mấy cô này sao anh cái mong muốn của cô này cô nào hai ba cái đai này đi rồi nổi. Muốn nhờ Thánh Cao chỉ cần giúp một cái chiếc xe lăn cho bà ta biến thôi, thì cái điều nó cũng mong muốn nó chính đáng. Dạ. Nhưng mà sẵn hôm nay nắm Nguyễn B qua luôn thì dạ. thì sẵn dạ. Nó đâu có duyên gì nhút, nó có duyên với nắm Nguyễn B dạ. Sao đúng không? Dạ. Sao tháng 8 không mà con? Dạ bây giờ con hỏi nè, là cô tên gì hả cô? Cô tên Út. Năm nay cô Út nhiêu tuổi? 104. Còn bà? Còn bà? Tâm Vậy và bà ước ao là được chiếc xe lăn để mà làm gì bà? Dạ, em đẩy đi. À, đẩy đi cho dễ phải không? Dạ, không có xe ra, không có kéo bên ra được. Bữa dạ. Hôm mà điện nó mát á, dạ. Sợ quá trời, tôi đâu có bò lên. Dạ. Vậy, bà biết chiếc xe lăn đó cỡ nhiêu tiền không? Dạ không biết. Không biết luôn hả? Bây giờ cái xe lăn là để bà ngồi lên đúng không? Rồi cái cô này ở sau đẩy đi bán vé số hay làm gì? Đi là đi tới đi lui phải không? Giờ ta đẩy bóng đâu nổi đâu. Chán nó chợ. Dạ. Rồi đẩy ra đường. Đẩy ra đường, xong rồi bắt đầu xem ra. Được không? Ý là ship gọn lại ra đường càng ra hả? Đường muốn có nghĩa là đi về, không, muốn đi đâu thì đẩy. Đi đâu à? Không, cái này vừa đó anh Khánh. Giống như xe con 7 vậy đó. Anh Khánh. Chứ giống như chiếc xe này nè. Ủa, ở đây cũng có chiếc xe nè, mà xe này bị hư hay cô? Hư rồi phải không? Được coi. Đây. Nè. Đúng là chiếc xe này. Gách yên hả? Cổ điên cơ của nó hoài, mình cũng ngại, không phải ngại mà cứ như là vòng vòng xung quanh này á. Dạ. Mình cũng giúp hoài đấy, nó cũ. Dạ, ý là nó cũ. Cũ. Dạ. Ra em là mới, em dạ. Mới nhiều lúc là mới khu dạ. Vực này. Dạ. Giờ mới khu vực này. Rồi cho ước ao của bà ha, đây là của bà hả bà? Của bà Trần Thị Tư, sinh năm 1941. 41 là như anh 82 tuổi ha. Phải không? Đúng rồi, chắc vậy. 82 tuổi, nếu mà tuổi 82, 83 rồi. Bà đi đâu được đâu, cả 57 năm nay rồi. Dạ. Yeah. Rồi thường ngày bà làm gì bà sống hả? Hồi xưa tại vì đi bắt cá gì, đi làm hồ gì, đi bán dây sơn. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ gì đi không được gì. Ngồi tại chỗ rồi à. Hai người là hai chị em không có chồng con. Dạ ý là tám mấy tuổi nó là sáu mấy. Không có chồng con luôn. Không. Rồi quê mình chính thức là ở đâu bà? Nhỏ lớn đây. Cũng miền Tây ở Vui Xuân nhà bè. Ở nhà bè đúng không? Rồi bà ở đây bà mướn nhà trọ này lâu chưa?
cũng mấy tháng rồi, cũng cả năm. Cũng có năm hả? Mà mấy đứa tụi nó cho tiền trả không mà nó đâu có tiền đâu. Ờ mấy đứa nào à, bà? Cháu hàng xóm mà. Ờ. Vậy là từ lúc xưa giờ hai bà là không có chồng có con gì luôn? Có chồng hồi xưa là có. Có hồi chưa có mà bây giờ là không có còn, bây giờ thôi hết không? Thôi mấy chục năm rồi, bả là chồng đi lính chết. Ờ. Là à. Chồng bà đi lính chết hồi xưa. Này là chồng đi lính chết tại Bình Dương Bình Thành. Dạ. Rồi bây giờ vào mướn nhà trọ ở đây là tháng nhiêu bà? Triệu điện nước nữa là cũng triệu sáu triệu bảy không? Điện nước cháo bà con lớn xóm nó thương cái tụi nó lợi nhau thương sao bà? Lấy xin gạo xin mì nó cho. Dạ xin mì cho. Bây giờ con khẳng định cái nữa ha, bây giờ là cái điều ước của bà là ước cái gì để mà nói lại cho con nghe rồi gì? Ước là ước không có mưa nắng thôi. Không, y là ước mơ, ước mơ chứ không phải là cái chuyện mưa nắng à. Dạ, bà ước cái gì không? Mong muốn điều gì? Ước mơ là mạnh giỏi đi được. Mà không có đi được. À, không đi được. Đầu gối của gì nó bị khớp. Dạ. Đứng không được, ngồi không được, đi không được. Dạ. Khổ lắm. Dạ. Nên nếu đi đứng ngồi được cái gì? Ghế ngồi sẵn. Dạ. Gì gia dưỡng gì bà ta. Dạ. Bán cơm gì đó hả? Nhỏ em. Vậy cái hôm nãy nghe cái cô này nói là bây giờ bà có muốn xe lăn không? Dạ muốn. Muốn hả? Muốn nặng cho em mình đẩy em mình đi tới luôn không? Dạ. Em cháu. Dạ. Thì dạ cái điều đó thì con cũng hứa thì con để con up lên cái video dạ, thôi dạ. Ông bà cô chú có thấy được không? Dạ thì con mạnh thường quân người ta giúp đỡ. Dạ giúp. Vậy là gì là tóm lại là mình chỉ ước một chiếc xe lăn thôi đúng không? Đúng rồi. Xe lăn có nhờ nhiều lắm rồi. Nhưng mà từ cấp giờ dạ để con hỏi bạn tí là từ cấp giờ cũng nhờ nhiều lắm rồi mà chưa được chiếc xe lăn đúng không? Bây giờ là bà là ao ước là có chiếc xe lăn. Không để cho em của mình đẩy mình đi đi tới đi lui. Dạ. Rồi chị cô chứ cô có làm gì không? Thường ngày có làm gì không? Mướn người ta mà là, giờ bị sinh sống rồi làm nổi. Bây giờ cũng không làm gì luôn ở nhà luôn. Không có làm nặng được làm nhẹ. Bây giờ đi là công việc mình chính là đi làm gì? Cô đi làm mướn nấu cơm nấu nước người ta dọn dẹp nhà cửa. Còn bây giờ là cũng vậy luôn hả? Mấy năm rồi mà giờ về rồi. Giờ là chỉ đi cậu gió dắt hơ người ta bạc rồi. Ngày khá không cô? Có giờ có làm nổi đâu, giờ ngồi không nổi. À. Đau quá thay băng liền thay đai liền. Rồi cô bị gì đâu? Bị thụng vô sinh sống á, dạ. Bị thụng vô 4-5 lỗ. Dạ. Rồi xong rồi bị xe đụng nó mẻ không rồi giờ nó bị hở. Xe đụng té rồi nó bỏ. Rồi bà từ lúc tới giờ không có con luôn hả? Không. Không có con. Bà không có đứa. Vậy là ông mất cách đây là cỡ nhiêu năm mà nhớ? Hồi 56. 56 à, tới giờ cũng bộn năm ha. Rồi bà ở vậy sao bà không có chồng? Không. Không ở vậy tôi tôn thờ mối tình đầu ha. Ở vậy. Rồi cũng gần Tết rồi ha thì dạ. Con cũng hôm nay con cũng có dịp qua đây dạ, là con chạy ship giao hàng á dạ. Con cũng gặp anh Khánh thì anh em ngồi uống cà phê thì anh Khánh mới mở lời ra cái hoàn cảnh của bà là anh Khánh nói là cái kênh của anh Khánh là chuyên ly trực tiếp thôi mà ở đây anh Khánh quay cũng nhiều rồi dạ. Rồi anh Khánh cũng có kể ra hoàn cảnh của bà là bà ước là có chiếc xe lăn nhưng con không hứa là để con giúp bà mà có chiếc xe lăn đó là tùy ông bà cô chú xem được cái video này thì ông bà cô chú mà có nhã ý mà muốn giúp bà thì con qua con trao còn ông bà cô chú mà không giúp thì thôi cũng đành chịu ha dạ. Bà không buồn thì dạ. Hôm nay con cũng lại thăm gia đình mình ha dạ. Thì con cũng gửi cho bà và cô này ha dạ. Là đây là phần quà của cái Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân và cảm ơn chú. Dạ, Mạnh Thường Quân bên Mỹ đã gửi cho bà 200 ngàn. Cho mấy chú. Dạ. Được mạnh giỏi. Dạ, rồi thôi bà cái gắng. Chú cho gì nhiêu à? 200 ngàn.
Vì không có thấy đường. Dạ thì thôi vậy giờ 200 ngàn. Thì cái số tiền này thì là để cho bà muốn mua gì ăn bà mua ha. Dạ. Còn cái vụ xe thì nữa mình tính sau. Thế dạ. Coi ông bà cô chú mà có hên thì con qua. Còn không ấy thì thôi. Ông bà ở trên độ trời Phật độ cho mình. Dạ. Vừa mạnh thường quân ta thương mình, thương mình ta giúp đỡ mình. Dạ. Trời ơi. Bà như vậy là bà sống thọ lắm á, đổ chuồng mọi gì hết trơn à. Chú Hiếu à, biết sao gánh chú Hiếu là đẩy bà ra đường. Dạ. Rồi xịt xem đa mấy đứa cháu rồi chở bà đi. Dạ. Như đó. Như khi bà dạ. Muốn đi chơi, đi, ta đâu có xe đâu đẩy. Đi đẩy cũng nổi. Nằm nhà thương quận 7, dạ. Vừa nằm 115, vừa nằm tùm lum hết. Cái nhà đang mụ hồi mấy năm cái đó, nằm rồi cái an bình. Dinh mấy bão đá lên nó bị giãn luôn. Dạ. Đi không nổi. Năm mươi mấy ngày thôi thì dạ thì cái cầu mong là hên thì thôi con chào bà nha với chào cô nha. Rồi cũng cảm ơn anh Khánh luôn nè. Anh Khánh Cao đã lại chỉ em một hoàn cảnh này thì em cũng quay. Dạ thì đại diện cái clip này con cũng cảm ơn một mạnh thường quân ở bên Mỹ đã gỡ tặng cho bà Trần Thị Tư sinh năm 1941 là 200 ngàn. Cảm ơn một mạnh thường quân bên Mỹ và chúc mạnh thường quân bên Mỹ gia đình luôn giờ sức khỏe mà phát tài và nếu bay cho bà nha. Và cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú đã dành thời gian quý báu để xem kênh cho mình vui. Nếu bay xin chào hai cháu được lên đường mạnh khỏe. Dạ ok bà, tới nơi về tới chỗ. Dạ rồi bye bà nha. Dạ thường là kéo bằng xe này hả? Còn kết nối dạ giờ biết sao kéo xe đó đó. Yeah.